này quay chia sẻ cho anh em xem chơi cái củ dâu nha anh em. Đó bên đây mặt tiền, mấy bên kia nó bị lúa anh em, mà bị lúa bị bọng ha. Thì thường cái dâu bự nó hay bị bọng lắm nè. Đó, này mình ghép nó dính trần anh em. Nói chung là ngon lành hết anh em ơi, quá quá chuẩn à, có trái luôn nè, nó có trái luôn ha, trái nhóc chân luôn em. Thì cái cây này mình ghép vô anh em ơi, chứ không ghép nó không có, nó dễ bị hư cây lắm. Này này cành ghim đó nè, này cành ghim đó, thì cái này ghép cái quanh cây này đo chỗ này anh em khoảng tám mấy ha. Đó, quá đỉnh em ơi. Bên đây là cái mặt tiền, mình không có làm tay chi ở đây. Sau này mình lên chậu anh em mình nhìn ở đây, nhìn qua là nó lộ nguyên cái phần thân chính ra luôn cho nó đẹp anh em ơi. Bên đây là cái mặt sau, mặt sau mà coi cũng được anh em, mà có cái nó bị lúa nha. Đó có cái hàng luôn, có cái hàng trống luôn. Nói chung cái cây dâu nó hay bị lúa anh em. Bên đây thì tay chi đều chân luôn anh em. Sau này mình lợp tay chim đây nè, cho trái trái nguyên vẹn đây luôn. Nhìn mặt này bên đây cũng được anh em, nhưng mà có cái nó bị lửa đó, nhìn không được đã mấy thôi. Nhưng mà nói chung cây dâu thì nó hay bị lửa cũng không sao anh em ơi, vẫn chơi bình thường. Có mấy cái cây khác, cái chủng loại cây khác bị lửa thì mình không có trưng bày được ha, không có thi đồ được ha. Còn cái cây dâu, riêng cây dâu là được nha anh em, tại vì cái loại cái cây đó là nó phải lửa vậy đó, cho nên cây dâu thì trưng bày bình thường. Cái này quá chuẩn luôn nè, cành nhánh tay chi này nó lên cái chậu dài á, cái chậu dài khoảng thước rưỡi hay thước gì đó cho cái cây nó bay qua ha. Đây là cái đỉnh, phần này là đỉnh, phần này là phần bay. Đây có cành đuổi theo cái cành dưới nè, thân thì lắc lượng, nó thân chính lắc lượng ha. Cái cành này cành cành phóng ở dưới nè, cành đuổi, cành cành đổ, cành bay ở dưới nè. Còn đây mình làm một cái cành cành phóng bay theo nè. Đó. Đang nuôi cành này cho nó bự, cho nó cần cân với cái hàng dưới nè. Quá dữ anh em ơi, đẹp cực kỳ. Tết nay lên chậu đi thi nè anh em, hàng này hàng trưng bày hàng thi anh em ơi. Rồi quay chia sẻ cho anh em xem chơi cho vui ha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình ha, ủng hộ kênh, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip kế tiếp anh em ơi. Chào anh em.